Cái đó cái gì? Cái mua. Cái gì? Cái mua. What the fuck, cái mua? Ừ. Hay gọi là người ta ở đây người ta gọi là cây sim, nhưng mà nó không phải là cây sim. Người ta đúng tên còn là cây mua. Cái này cái này tác dụng là gì? Cái này thì mỗi lúc mà nó lên trại, nó lên là cái quả nó đen đen ấy. Giống như kiểu cái nụ sao nó lên quả nó đen đen, ăn được. Ăn à? Không phải lấy gỗ à? Đâu. Cái này là cái kiểu cái đập nhám mà. Vãi cả phức, tụi mày giới thiệu cây đập nha. Có quả nó mới mọc thôi. Nhưng mà nó đang hoa rồi kìa. Không phải hoa của nó, hoa của cây cái... à. Nhưng mà nhìn đẹp hết rồi, cái lá nhìn đẹp rồi. Cây này là cây mâm xôi này. Đâu? Đây là cây mâm xôi này. Đâu? Cây mâm xôi đâu? Chỉ có. Đâu? Cái này cây mâm xôi này. Cái này chưa bệnh. Chưa bệnh gì? Chưa bệnh mất ngủ. Đây là vậy hả? Trang, kiểu... mà tôi đang bị bệnh mất ngủ đây. Chỉ tôi chữa coi. Ông ăn cái ngọt này thử ấy. Ngọt ngọt đâu? Ừ. Tối hồi nhỏ hay đi ăn cái đây đấy. Ừ. Đúng không? Vậy ăn mà. Lạ nhỉ. Độc đấy. Vì là ngọt ngọt, ăn sướng lắm đấy. Mấy cái mà mấy cái ngọn người ta hay gọi là ngọn, mà mấy cái ngọn to to ăn sướng lắm. Ngon lắm. Đây, lá của nó đây các bạn. Cái gì nó lại cây gì? Cây mâm xôi à? Hả? Cái mâm xôi, cái trại của nó như quả mâm xôi á, như cái cổ mâm xôi á. Đủ nó có gai nữa mày. Ông nãy giờ có bị nó đâm nảy máu chưa? Có gái chưa, nhưng mà bẻ thì đơn giản mà. Ông rút vào đó là gì đấy? Cái này ăn ngon lắm. Tôi khoe ăn cái này lắm. Vứt về. Hả? Vứt về mà ăn. Vứt về đâu phải ăn, nó đâu phải là cây nào ăn được, cây nào phải non mới ăn được. Non mới ăn được hả? Non mới ăn được, chứ còn đâu phải là cây nào ăn được. Mà thôi ông bạn bỏ nó Sài Gòn mà về đây ở đi ông bạn ạ. Mấy ông bạn mẹ thả vào rừng mà như kiểu thú hoang này thì bá cái này cho ăn hết nữa. Ngon không? Ngọt. Đang ăn rồi. Đừng quá là đừng ngọt. Đoạn vừa phải thôi. Làm nó mới ngọt. Cơ mà ăn đoạn cáo quá là nó đắng. Đừng ngọt không? Ăn nó thơm thơm á. Ừ, thơm mà. Ăn này rất tốt luôn á. Nhỏ tôi ăn suốt ngày. Nhờ vậy mà sức đề kháng nó tăng lên á. Cứ tôi thấy ông bạn yếu bỏ mẹ ra. Yếu đâu yếu. Suốt ngày viêm xoang các kiểu. Cũng không. Bệnh nhà dày không có. Phòng mình yếu nhất là bạn Hiếu Sida. Ừ. Phòng bị Sida mà bạn yếu. Mấy ông bạn mặc. Sau quá trình đi rừng là ông bạn giờ là thành tộc rồi. Áo này với quần này mặc vài bữa nữa là đi làm được rồi. Ừ, tôi quan tâm gì đâu, đời nào tôi mặc cái bộ này. Ở Sài Gòn mà, mặc gì. Này, cổ kê này, cái này cái cổ kê này. Không phải cái cổ kê. Cái gai đéo gì. Ừ, cái này đi vào là cứ bị dính vào. Ông bạn biết tại sao không? Cái kê này nó phát triển rất là nhanh không? Cái kê này này. Nó mắc vào mấy cái lông thú á. Mấy con thú mà đi quanh quanh đây nó dắt vào xong nó lại đi nó rải linh tinh cả. Ngon đấy, thơm đấy. Ừ. Ăn đậu nghiền á. Thơm à, cứ mùi thơm thơm rất là lạ. Nhưng mà mày ăn xong rồi có chết không đó? Mẹ, tôi ăn tư nhọ giờ. Đéo thấy chết đúng không? Chưa. Mãi chưa. Thơm mà biết cái chanh chưa? Ăn mãi chưa thấy chết. Ông ăn biết cái chanh chưa? Cái cỏ chanh mà có gì đâu mà trời ơi. Cái rễ này ăn ngọt này. Đâu mà cỏ chanh mà ăn được nữa hả? Đó thì cụ rễ chanh. Mẹ ông là bò rồi. Ờ, ông đúng biết rễ chanh chưa bệnh à? Chanh thôi. Rễ chanh chưa bệnh đó. Dân. Bệnh gì? Đủ phụ cứ bệnh miết. Có, rễ chanh có một bài thuốc chữa bệnh. Người ta đi đào rễ chanh vậy mà dùng làm thuốc thì ông không biết thì thôi chứ. Đủ mà. Cỏ chanh làm chữa bệnh lần đầu nghe. Ờ không tin, mà tôi bật điện thoại lên tôi tìm cái bài thuốc của cỏ chanh chữa bệnh thôi. Người ta đi đào cỏ chanh về chắc uống cho. Thôi mình. Được rồi, tôi tin ông bạn mà làm phải bật điện thoại lên tìm rồi. Thôi được rồi. Có, tôi giới thiệu cho ông bạn một vài cây hồi nhỏ tôi hay ăn. Ừ. Đây thì có đầy khá là đầy đủ ấy.
cứt hết rồi, toàn mấy loại giống nhau. Hết mâm xôi rồi. Cái gì mâm xôi à? Mâm xôi rồi. Có chanh, nhưng mà cây này có phải cây cà gai không? Cà gai đó. Cây gai ở ngoài Bắc đang chuộng lắm này. Cái đó cũng là anh em thi thay nhau ơi. Đặc sản đấy. Vì phải làm thuốc gì tôi không biết, cũng là làm thuốc. Ăn đặc sản mà. Đặc sản đấy, mà cũng làm thuốc. Mà lại tăng cường sinh lực hả? Tưởng lại tăng cường sinh lực. Lâu ngày nó đi. Mệt quá hả? Quả này. Cái này cái gì? Cái này là cái tên không? Cái này. Cái này là cái keo. Keo đéo gì keo này? Lá keo đó, bé như lá này đâu phải lá keo đâu. Keo cái tràm gì đó. Đó, tém gió, cái keo. Nhưng mà cái này là cái keo. Cái keo hoặc cái tràm, nhưng mà tôi khả năng cao là cái keo. Vãi cái khả năng cao. Nó là keo nước ngoài đúng không? Keo Việt Nam. Vãi keo Việt Nam. Nó ở Việt Nam nó keo đâu ra nước ngoài. Bu xịt Việt Nam. Bu xịt keo Việt Nam. Mấy thằng thành phố chắc đéo biết cái này là cái gì nhỉ? Bu xịt keo Việt Nam. Đội ông đéo biết cái gì mà ăn nữa. Làm sao mà ăn được, nó ngoại nhìn xung quanh đây nó toàn thấy cây, làm sao nó dám ăn. Thôi đừng ăn nữa. Ăn chết đó. Đâu phải cái cây mình hả? Có một cái loại cây này là cây ăn là chua như là giáng ấy. Đố không tìm ra được. Thế em coi ở đây. Hết mẹ rồi. Coi đây cõi không này. Loài nó tuyệt chủng rồi. Không, tuyệt chủng cái. Cái gì ngày trước tối hay đi xa để bắt. Có một ở nhà tôi có một bụi. À, lên đây coi cái view rồi, trên này đẹp hay. Má cái view tuyệt vời ạ. Cái này là cái chỗ nào? Đắk Min à? Đắk nào? Là Đắk Mâm, Đắk Nông. Đắk Mâm của Đắk Min gì? Đắk Nông. Huyện Đắk Min mà. Hết Đắk Min rồi. Mua cái đồ này. Thôi được, về đi ra hít đất đấy. Xe nó đến kìa. Không đi, nó đi đường nào? Đúng mẹ. Cái gì đây không? Biết được cái khỉ á. Không biết, chịu. Cây linh tinh này cũng được. Con cây gì đặc sắc này giới thiệu đây. Hết đặc sắc rồi hả? Thế là tiết mục ngày hôm nay đến đây là hết.